I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại Joseph DM. Chào mọi người cùng xem một cái bộ trang phục mà thật sự là nó muốn mua các bạn phải dùng mã code, mà giờ chắc giờ muốn mua cũng khó, thực sự mình thấy cũng khó, mà giá cũng hơi bị chát. Một cái code mình thấy mọi người hay rao trên mạng là 6 triệu hả? Rất là đẹp, cái phụ kiện thật sự rất là xịn mịn, nó làm cho thay đổi tiếng chém này, thứ hai là cái ghế cũng được đổi nữa. Và dĩ nhiên Joseph rất là đẹp ở trong thế giới ảnh, mọi người thấy không? Mọi người cũng được đẹp ké ở trong thế giới ảnh luôn. Mình đứng đây thì chắc chắn là sẽ có một đứa đứng ở bên khu lều á, né ná né né bên đó. Không biết là mọi người có thấy cái máy ảnh của mình kịp rồi trốn không? Điều mà mình không thích ở cái Joseph này là cái máy ảnh. Tại vì cái máy ảnh thật sự nó... Mọi người nhìn từ xa y như tiên tri vậy đó. À, thanh niên này nè, ngon. Gặp người là ngon rồi, không cần thiết là phải gặp ai hết trơn. Cứ gặp người chém mở skill là ngon. Thanh niên cái máy mà kiểu giống y như tiên tri cái bộ skin ánh trăng vậy đó. Nhìn từ xa y xì luôn. Nhiều khi mà mình đứng mình chém cái máy luôn đó mọi người. Trời, có khùng không? Nhưng mà tôi khùng đó. Rất là khổ. Tổng quan lại thì tóc đẹp, rất là thời thượng luôn, cột thinner màu đỏ. Rồi cái cột tóc thì nó lại ánh vàng, đi rớt ra những cái hạt kim tuyến nha, rất là xinh. Rồi, thanh niên nào trong nhà đây? Vậy chắc là mình phải vô nhà thôi. Nếu mà nổ máy trong đó thì vô nhà luôn, tội gì không vào đúng không? Báo hiệu mà. Ngày hôm nay thì là ngày đầu tuần, mọi người thấy là nó cũng thời gian trôi rất là nhanh, chưa gì hết thứ hai đó. Đây mình đứng đây mình chờ có nhảy cửa sổ xuống không? Ô, nó nhảy xuống thật này. Rồi. Rồi, nó lên nhánh 9 nó nhảy như ngựa vậy đó má. Rồi, xong. Chó cắn hụt rồi. Đấy, mọi người nghe tiếng chém không? Xèo, nghe rất là hay. Mình không thể nào mình tả được cái tiếng đó như thế nào luôn. Nhưng mà thật sự nghe rất là cảm thán luôn ấy. Ngày xưa mà nếu mà nói về cái việc mà... Á, lại thả chó mẹ hả? Nói về tả ai chứ nếu mà nói tả... Ủa, để mình chụp ảnh. Ô, tính chụp ảnh để ma thuật sư nó có mẫu lẻ cuối cùng là nó ấy rồi. Ủa? Không có hầm ở đây, tức ghê. Và Joseph thì thật sự là lau kiếm rất là nhanh nhá. Trời ơi, mọi người thử tưởng tượng nó lau giống như là ai. Nè, soi được tập kỹ đi cứu ghế luôn nè. Hên ghê. Đúng là cuộc đời mà. Á, chết chị rồi em ơi. Đấy, lau kiếm nhanh ghê không? Lau kiếm thật sự rất là nhanh luôn. Úi. Một quả lộn cái bàn luôn. Trời ơi, bạn bè gì lộn cái bàn luôn rồi. Double down, lau kiếm nhanh lắm, đừng có mơ mà chạy. Và khi mà mình đang bật thế giới ảnh thì đối với những cái bạn chơi sơ thì nên chạy vào trong thế giới ảnh cai nhé. Và khi mà trong thế giới ảnh mà kiểu cũng double down này, thế giới ảnh mà đang có người ngồi trên ghế mình cứu ở thế giới thực, xong là mình phải chui vào đó mình cứu thế giới ảnh. Và thông thường đợi khi nào gần hết thế giới ảnh nữa anh cứu nha. Tại vì thường thường nếu như bản thân mình chơi Joseph mà mình thấy là ở trong thế giới ảnh cứu ghế sớm quá, mình sẽ chui vào đó mình bắt lại. Mình ngu gì mình để đúng không, cho nó gục nữa chứ, tội gì mà thả cho nó ra không vậy. Một pha double down với cái sự lau kiếm rất là nhanh của Joseph. Bên kia đang heal rồi, thanh niên này mới chạy đến đây nè. Đấy, chỉ cần đoán được hướng di chuyển của tụi nó thôi, cho dù map có xấu thì cái nào thì mình vẫn chơi được đúng không? Tại vì mình nghĩ là hồi nãy tập kỹ nó đi ra từ cổng sau của nhà lớn, cửa sau của nhà lớn chắc chắn nó sẽ phải lên đây nó sửa máy rồi. Rồi, hai thanh niên kia thì đang heal ở bên đó, chắc chắn là sẽ không qua đây cứu người đưa thư, cho nên là mình đi lên đây mình bắt luôn tập kỹ. Ôi chẳng qua trận đấu hên, ngồi gáy cho bạn nghe thôi chứ. Nhiều trận thua vãi trưởng ra ấy, thấy kiểu thắng thắng rồi vẫn thua, tức.
ơi. Trời ơi. Thật là khó chịu quá đây. Rồi, biết sợ chưa? Cái hầm ngay đây nè. Chui vào thế giới ảnh. Đấy, mọi người phải vào đây nè. Tại vì là lúc mà các bạn lên ghế lúc mà các bạn lên ghế thì sẽ không được tính chảy máu ghế. Cho nên là cai thì cai trong đây. Thứ hai là có đập ván hay là đập địa hình, nhảy cửa sổ cái gì ấy, thì mọi người cứ đập trong thoải mái. Tại vì nó không có ảnh hưởng gì bên ngoài hết. Trời đất ơi, ta thấy mà ta xui gần chết. Thêm đồ chơi ở đây mà không cứu tập kỹ luôn. Trời ơi, tàn nhẫn tàn canh, đứng sửa máy. Trời ơi, thải emote đó chị. Ôi, con nhỏ đứng sửa máy không thèm cứu tập kỹ. Trời ơi, tàn nhẫn tàn canh thiệt sự. Chai ghê mọi người. Đeo, ê mình có cái cặp kính y chang như luôn này, cặp kính tri thức. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ đổi sang bộ trang phục khác chơi cho mọi người cùng xem nhé. Rồi mình đã quay trở lại với map thị trấn say ngủ. Cái bộ trang phục này thì nhìn Joseph kiểu không quen. Chị Minh Tú. Cái tướng đi giống y chang siêu mẫu Minh Tú luôn á. Đi cứ bị lắc hông qua một bên. Wow. Đúng là rất là thơm. Đối với những cái bạn mà không thuộc spawn hoặc là như mình đây, mình nhiều khi mình cũng chả thuộc ấy, mình chả biết ấy, mình đi theo cảm tính thôi. Mình có thể là lên cái nhánh đốt ghế, cái nhánh đấy nó có cả cái nhánh soi người trong vòng 50-60 giây đầu ấy, gần 1 phút ấy. Thì cái đó cũng khá là hay, mọi người thấy tụi nó xong mọi người chụp ảnh, sau đó là tới chém thôi. À bà mù nè. Nhưng mà chắc không đủ thời gian để xách bóng rồi. Trời tức ghê, biết nhấc lên cho rồi. Không đủ thời gian để cho bà mù lên ghế rồi. Biết nhấc lên cho ghế ngay đây nữa là xong. Trời ơi, ngựa đòi ra bắt mù. Đi theo các cụ mách bảo luôn. Ố, có người nè. Ai vậy? Tâm lý hả? Ố, có bà mù nữa mọi người ơi. Có bà mù nữa rồi. Cuộc đời chị mù đến đây chấm dứt. Cuộc đời mình chỉ bắt mù thôi. Còn mù tâm lý kệ, không quan tâm. Mình cũng là một khắc tinh của tâm lý học nhé. Cho nên là máu ảo hay không thì mình cũng thật sự không quan trọng. Hai chém là chết. Tại vì các bạn nghĩ đơn giản là máu của bà Ada này kiểu giống như là 1.5 ấy. Mà một lần mà mình chém 0.75. 0.75 là thành 1.5 là còn gì nữa đúng không? Trời ơi, thần đồng toán học mọi người ơi, ghê chưa? Ngày hôm qua mới làm clip chia 17.000 chia 5 quả trứng chưa xong nữa. Hôm nay thần đồng toán học 0.75 cộng 0.75 bằng 1.5. Ghê không, ghê không, ghê không? Quá dữ luôn. Tôi không có ngu gì tôi blink quả này nha. Tại vì blink quả này xong là nhiều khi đánh chúng. À trời ơi, còn nhây không chịu xuống nữa. 1 hit. Rồi mẹ blink cưng nè. 2 hit. Free luôn. Rất là dứt khoát đúng không? Lê xuống thì xuống đi, còn nhây 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 đứng trên nữa. Ăn súp. Ngon. Có máu đạn ảo đối với Joseph thì rất là bình thường đúng không? 2 hit là chết, không nói nhiều, không lòng vòng. Rồi trận đấu này coi như là mình thấy kết thúc rồi đó. Đối với những cái bạn mà bị lên ghế hoặc là đang bị máu mà kiểu cần trị thương ấy thì không nên là đến những cái khu vực máy nhé. Tại vì cái mấy khu vực máy thường thường là Hunter mà chắc chắn là nó sẽ đến khu vực máy nó kiểm tra và mọi người cứ gục hay là mọi người cứ nằm ngủ ở đấy chắc chắn là... À, 0.5 máu không ai heal à. Mình chơi mình toàn gặp mấy ông bà mà kiểu cứ gục ở máy chả heal nổi. Thế là đồng đội thấy Joseph nó tới nó bốc liền liền vậy đó. Mệt, thật sự là mệt luôn. Không ai cứu tâm lý luôn. Máu ảo rất là nhiều mà không cứu được luôn. Rồi, ai dạy nhảy cái chỗ đó đó. Xịt nước bông đi, phụ kiện S.
Đối với bộ skin này thì mình vừa mới dùng thẻ tím mình đổi. Có tiền đâu mà mua. Đá thì để dành mua phụ kiện chứ không có thích skin. Mặc dù là mình cũng rất là thích trang phục deduction. Nhiều bộ deduction đẹp lắm. Ví dụ như là của Gisa này, của Emma cũng rất là xinh, đúng không? Xong rồi chủ tế. Chủ tế có rồi. Từ hồi chơi nick là có rồi. Sao? Ô, nhìn tưởng lắc lắc mà không ngờ không phải lắc à? Ê, bà này bà đi dẻo thật đó mọi người. Thật sự luôn á, mình thấy cảm giác như là nó né. Nó mà cai mình đầu game là mình cũng thấy mệt á. Ui, hay thế, nhanh thế. Một hit. Trời ơi, trời ơi. Biết ngay sẽ chui vào đây cứu thế giới ảnh mà. Không có được đã. Ủa. Thôi, cho bạn này lên ghế và sau đó là đi bắt hương sư. Một người gục, một người thì bị dí là vừa. Trong trường hợp mình không biết sơ ở đâu, mình full hiện diện thì mình bấm thẻ bài nhé. Ở màn hình nó quay hướng nào các bạn đi thẳng hướng đấy là kiểu gì cũng thấy sơ. Một cái quả skill rất là đau lòng khi mà những cái bạn gục trốn đầu trốn nó vẫn thấy. Rồi thút thít thì lại gục rồi, còn bạn này thì chạy kiểu gì. Sao? Tính hai like nhảy vá đúng không? Không kịp đúng không? Ô, thắng nhẹ nhàng quá nè. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây thôi. Clip kết thúc rất là nhanh. Chơi Joseph mà kết thúc nhanh xỉu luôn á. Không thấy hành hạ gì hết trơn. Một cái thẻ tím mà làm được mỗi một cái clip một. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha.